Tiếp theo đến bài số 5, các em chuẩn bị dụng cụ compa, thước kẻ, bút chì đi nhé. Chuẩn bị vẽ hình theo. Cho đường tròn tâm O bán kính R. Bước 1, em vẽ đường tròn tâm O bán kính R ra. Tiếp theo ta lấy hai điểm C và D thuộc vào đường tròn. Và điểm B là điểm chính giữa của cung nhỏ CD. Như vậy thầy sẽ lấy điểm C, điểm D như thế này nhé. Đây C bên trái này. Điểm D bên phải. Sau đó lấy điểm B là chính giữa của cung nhỏ CD. Để thể hiện cho điểm B là điểm chính giữa cung nhỏ CD, chúng ta ký hiệu hai cung BC và BD bằng nhau vào đây. Kẻ đường kính BA. Như vậy là từ điểm B em nối với O, cắt đường tròn tại điểm A. Đây là đường kính BA. Trên tia đối của tia AB, AB là gốc là A đây. Tia đối lấy phía ngược lại, tức là em sẽ kéo dài cái tia BA ra. Chúng ta lấy một điểm S. Nối S với C, cắt đường tròn tại M. Đây là giao điểm M này. MD cắt AB tại E. Em nối M với D. Cắt AB tại điểm này là tên là điểm E. Sau đó MB lại cắt AC tại điểm F và em nối A với C vào. Và nối MB vào. Hai đường này cắt nhau tại một điểm đặt tên là điểm F. Chứng minh phần A là tứ giác AMFE nội tiếp AMFE. Vậy em nối A với M, F với E vào để có cái tứ giác đó. Phần thứ hai, phần B chứng minh FE song song với CD, em nối CD vào. Phần C chứng minh cho OE nhân OS bằng R bình phương. Như vậy R nó là một trong ba đoạn, có thể là OA, có thể là OC, OD, OB, một trong bốn đoạn ấy, đoạn nào cũng được. Lát nữa chúng ta tính sau nhé. Rồi như vậy là đọc đề bài này, giả soát qua các phần ABC, ta vẽ cái hình như thế này, kèm vẽ vào trong vở đi. Ở phần A chứng minh tứ giác AMFE nội tiếp thì có thể chứng minh cho cái góc MFA này bằng góc MEA bằng nhau cũng được. Em sử dụng đây là góc cố định bên trong đường tròn.
Hoặc nếu như không sử dụng cách đấy thì em sử dụng luôn góc nội tiếp này, bằng nhau này, chắn hai cung bằng nhau này. Ở đây thầy sử dụng góc nội tiếp nhé. Em nhìn ở trên hình hai cái góc này, này. Thầy ký hiệu số ở đây, đọc cho nó dễ nhé. Chúng ta chứng minh cho góc M1 đây này, góc số 1 đây này, bằng góc A1 này. Góc M1 nó chắn vào cung BD, góc A1 nó chắn vào cung CB. Hai cung này bằng nhau, bởi vì là điểm B là điểm chính giữa cung CD. Hai góc này bằng nhau, vậy là xong nhé. Nào bây giờ đi trình bày nhé. Chi tiết này, thứ nhất là phần A em lý luận. Ta có, ở đây thầy ghi số và đọc cho nó dễ nhé. Bây giờ làm bài thì em có thể bỏ qua số, em đọc hẳn góc ra. Góc A1 bằng một nửa số đo của cung BC. Góc nội tiếp chắn cung BC. Góc M1 bằng một nửa số đo của cung BD. Góc nội tiếp chắn cung BD. Mà số đo của cung BC bằng với số đo của cung BD. Do B là điểm chính giữa cung CD. Và vậy từ đây em suy ra góc A1 bằng góc M1. Sau đó em đi xét tứ giác AMFE có góc A1 bằng góc M1. Em có thể nói mà hai góc này cùng chắn một cạnh EF, hoặc em nói mà hai góc này là hai góc kề nhau cũng được nhé. Một trong hai câu đấy, câu nào cũng được. Mà hai góc này cùng chắn cạnh EF. Từ đây em suy ra tứ giác đó nội tiếp. Điều phải chứng minh. Trong quá trình chúng ta làm bài đối phần A chứng minh tứ giác nội tiếp đấy, thông thường em hay gặp những cái bài mà nó liên quan đến hai góc vuông. Tức là cái tứ giác đó tạo bởi hai tam giác vuông có chung nhau một cạnh huyền. Nhưng mà cũng có một số đề thì người ta không cho yếu tố vuông góc. Cho nên là thực tế trong quá trình luyện đề cũng có những bài ngay từ phần A chứng minh tứ giác nội tiếp có nhiều người lung túng mãi không nghĩ được ra. Đây là điều rất là nhục trong trình làm bài đấy. Nếu mà đi thi mà gặp cái tình huống này, đọc bài hình bế tắc luôn phần A thì ngồi khóc thôi. Coi là kỳ thi này coi như bỏ. Em lưu ý nhé. Sau này sắp tới còn luyện nhiều đề nữa, em thấy là cũng có những cái đề đấy, mà em thấy tứ giác nội tiếp mà nhìn nghe vẻ nó sờ sờ trước mắt thôi mà không nghĩ được ra đấy, gần ngay trước mắt, xa tận chân trời luôn. Em lưu ý như một số cái bài như vậy nhé. Ở phần B chứng minh cho FE song song với CD, chắc chắn là sẽ dựa vào kết quả của cái phần A để chúng ta làm nhé. Thì bây giờ em để ý này, chúng ta sẽ đi chứng minh hai góc đồng vị bằng nhau. Có nghĩa là cần phải chứng minh cho góc này này. Để ký hiệu đây góc E1 nhé. E1 chỗ này này. Đấy. Phải chứng minh cho nó bằng góc D1. Hai góc này bằng nhau quá đơn giản, bởi vì là nó cùng bằng với góc A2 đây này. Góc E1 bằng góc A2 do tứ giác nội tiếp ở phần A. Sau đó góc A2 nó bằng góc D1. Hai góc này cùng chắn cung MC của đường tròn tâm O. Thế là xong. Đấy, đơn giản vậy thôi nhé. Nếu trong hình em còn chỗ để ghi số như thầy giáo ghi trên màn hình ấy kìa, thì em ghi các số vào để đọc cho nó dễ nhé, trình bày lời giải cho đỡ bị rối.
Bây giờ cái bước đầu tiên chúng ta nói như thế này. Vì tứ giác AMFE nội tiếp, chúng ta suy ra góc E1 bằng góc A2 đều bằng một nửa số đo cung MF. Các góc nội tiếp cùng chắn cung MF sau đó bây giờ em đi xét trong đường tròn tâm O. Em có góc A2 này, nó bằng góc D1, nó bằng một nửa số đo cung MC. Các góc nội tiếp cùng chắn cung MC. Đến đây theo như tính chất bắc cầu, em sẽ suy ra được góc E1 bằng góc D1, mà hai góc này ở vị trí đồng vị. Từ đây em suy ra FE song song với CD, điều phải chứng minh. Bây giờ em theo dõi trên màn hình này, tiếp tục ta đi làm phần C. Cho nên là xóa lời giải của các phần đầu đi, lấy cái chỗ để làm đó. Việc đầu tiên là chúng ta sẽ đi phân tích ngược để tìm ra lời giải nhé. Bán kính của đường tròn R chúng ta có thể chuyển về một trong các cái đoạn OA, OC, OB, OD, đoạn nào cũng được. Nhưng mà với cái mô hình này chúng ta sẽ nghĩ đến việc chứng minh tam giác đồng dạng. Em hãy nhìn vào hai cái đoạn này, OE nhân OS này, OE nhân OS. Nếu em chuyển bán kính về thành OA thì tất cả các điểm thẳng hàng hết rồi. Đấy, mà thẳng hàng thì chúng ta thường là nghĩ đến tính chất đường phân giác của tam giác, trong đây nó không có yếu tố phân giác thì chúng ta không nên chọn OA. Như vậy thì có thể là chọn OC, OD thôi. Nếu em chọn OB thì vẫn là các điểm thẳng hàng hết rồi nhé. Như vậy cái phương án mà chọn bán kính là OA, OB chúng ta không lựa chọn, hoặc là chọn OC hoặc chọn OD. Vậy bây giờ em cứ đi nối hai cái đoạn đấy vào, xem ta nên lựa chọn cái đoạn nào. OC này, OD này. Trong quá trình làm bài thì thầy nhắc em một cái điều phát sinh trong quá trình làm bài như thế này này. Nếu như mà khi em thực hiện lời giải các phần trên, em đi em ký hiệu cái góc cho nó gọn, tức là em dùng các số này, số 1, 2 để em ký hiệu này, thì đến phần sau mà chúng ta sẽ kẻ thêm các cái đường mà nó xen vào cái góc mà chúng ta đã ký hiệu đấy, thì góc phía trước nó mất tác dụng đi rồi. Chính vì vậy mà khi làm bài chính thức đấy thì thầy khuyên là chúng ta không nên ký hiệu số vào trong cái hình mà chúng ta đọc hẳn góc đó ra. Còn khi mà chúng ta học để cho nó hiểu đấy, ta ký hiệu số vào để đọc cho nó gọn, nó đỡ rối cái lời giải thôi. Và sau này em ôn em cũng dễ nhìn hơn. Ví dụ như vừa rồi chúng ta ký hiệu đây góc D1, thì bây giờ có cái đường nó xen vào rồi, thì em lập tức em phải sửa góc D1 phía trên đi. Em không ghi D1, em phải sửa thành góc MDC nó mới chính xác nhé. Lưu ý như vậy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lựa chọn hoặc là OC hoặc OD. Bây giờ thầy sẽ ghi hai cái lựa chọn đây nhé, để chúng ta thấy lựa chọn nào chúng ta nên dùng, OC này hoặc là OD. Nếu mà thầy lựa chọn OC thì chúng ta sẽ có cái biểu thức như thế này. Đây là R bình phương, vậy là OC bình, OD bình phương nhé. Nếu mà lựa chọn cái ý OC thì thầy sẽ phân tích nó về dưới dạng tỉ số này. Đây OE, đường chéo OS. Và đây là OC, đây là OC. Còn nếu mà lựa chọn cái thứ hai thì đây là OE này, OS.
Đây là OD, ở đây là OD nhé. Thì nếu mà cái phương án này thì em sẽ thấy em có cái tam giác này tạo bởi 3 điểm O, điểm E, điểm C. Bây giờ thầy nối cái điểm E với điểm C vào đây nhé. Như vậy chúng ta sẽ có cái tam giác này O, E, C. Ba điểm còn lại đây, điểm O, điểm S, điểm C. Như vậy O này, E, C, bây giờ O, C, S. Như vậy hai tam giác này em thấy là có cái góc, cái góc đây này, thầy ghi tạm góc số 1 này, góc O1 này chính góc chung rồi nhé. Đấy. Còn nếu em lựa chọn với cái thứ hai này thì chúng ta sẽ có cái tam giác này O, E, D. Đấy, sẽ đồng dạng với tam giác O, C, S. À nhầm, cái này không phải nha. O này, E, D, O, D, S. Rồi nếu mà lựa chọn cái này, nói chung là nếu mà ta phân tích cái này thì hai cái này bản chất đều như nhau hết, phải không nhỉ? Bên này bên kia đều như nhau hết, hình dạng nó đều như nhau hết. Thôi lựa chọn cái bên tay trái đi nha. Rồi bây giờ đi chứng minh hai tam giác này đồng dạng này. Về cái đi xét tam giác đi, chúng ta chỉ ra góc O1 là góc chung trước đã, rồi góc kia chúng ta mới tính sau nhé. Cứ đi lần từng bước một vậy. Phần B, phần C này. Trước hết là em lý luận là xét tam giác OEC và tam giác OCS. Có góc O1 là góc chung. Bây giờ ta ký hiệu cái ý này là ý số 1 nhé. Bây giờ chúng ta phải đi chứng minh một ý nữa. Đó là chúng ta phải đi chứng minh cho cái góc E này. Góc E này thì bây giờ thầy ký hiệu đây là số 2 nhé. Góc E2 này. Góc E2 đây. Phải chứng minh cho nó bằng góc C chỗ này này. Cái góc mà thầy khoanh cái cung màu xanh đây, em nhìn này, đấy, bằng góc này nhá. Chứng minh hai góc đấy bằng nhau. Bây giờ cái góc E2 này thầy chuyển nó về thành góc E3. Bởi vì góc E2, E3 chứng minh bằng nhau được. Lý do là cái tam giác C này, E, D, tam giác này chúng ta chứng minh là tam giác cân. Bởi vì có cái đường này này, cái đường EB này là đường cao đồng thời đường trung trực, ta chứng minh tam giác cân nhé. Bây giờ đi chứng minh tam giác cân trước. Ta có B là điểm chính giữa của cung CD. Từ đây em suy ra OB đi qua trung điểm của CD. Vậy thì suy ra OB sẽ vuông góc CD.
Tức là đường kính mà đi qua trung điểm của dây cung thì sẽ vuông góc dây cung đấy. Đây là quan hệ giữa đường kính và dây cung. Vậy từ đây em suy ra tam giác CDE, CED cân tại E. Do cái tam giác này có cái đường EB này, nó thuộc đường cao đồng thời đường trung tuyến ấy. Hoặc là đơn giản là chúng ta lý luận là cái EB này là đường trung trực, phải không nhỉ? Cho nên là EC bằng ED cũng được. Kể là chúng ta ghi ở phía trên này, chúng ta suy ra cái đoạn này đi qua trung điểm này vuông góc này, suy ra đường trung trực trước, nhưng mà chúng ta đã chót ghi cái này rồi. Đây, ghi chèn đây nhé. EB là đường trung trực của CD. Từ đây suy ra EC bằng ED. Rồi, tam giác này cân tại E. Có thể cách này làm dài hơn là cái cách mà sử dụng góc ngoài đấy. Tí chúng ta làm cách góc ngoài sau. Như vậy tam giác này cân thì suy ra EB đồng thời là phân giác. Thế đây chúng ta suy ra góc E2 bằng góc E3. Có bạn phát hiện ra, bạn bảo chứng minh góc E2 góc E3 thì làm sao phải chứng minh nó lằng nhằng thế này. Chứng minh đây là hai góc cùng chắn, hai cung bằng nhau, nó bằng nhau nhỉ. Nhưng mà sai lầm, đây không phải góc nội tiếp phải không nhỉ? Đúng chưa? Góc nội tiếp đỉnh của nó phải nằm trên đường tròn, nên lưu ý nhé. Có nhiều bạn cũng hay nhầm chỗ đấy đó. Rồi, khi góc E2 và góc E3 rồi, vậy về thì cái việc mà ta tính E2 đưa vào việc tính E3. E3 là góc có đỉnh bên trong đường tròn này, nó bằng hai cái cung này, MA cộng với cung BD chia 2 nhé. Vậy ta sẽ suy ra. Góc E2 bằng góc E3 sẽ bằng số đo cung MA cộng với số đo của cung BD chia 2. Cái này em ghi là góc có đỉnh nằm bên trong đường tròn. Như vậy xuất phát điểm chúng ta có được góc E2 rồi nhé, đưa về thằng này. Bây giờ em phải đi em đánh từ cái góc này, góc C này, góc mà thầy giáo khoanh cái cung màu xanh này, làm sao để viết cái biểu thức của nó y như cái kiểu này thì hai góc này sẽ bằng nhau. Rồi bây giờ ta xuất phát từ góc C rồi nhé, em sẽ ghi này, góc SCO bằng, ghi tiếp theo. Cái góc này tách ra thành hai góc này. Đó là tách thành cái góc C1 đây này. Góc đây này em này. Góc C1 đây này màu tím này nhá. Cộng với góc bên cạnh. Như vậy em ghi là góc C1 này. Ta phải chọn góc C1 bởi vì góc C1 nó chắn cái cung MA, nó liên quan MA với trên này, phải không nhỉ? Cái tách ra như vậy thì nó mới có cái điểm nối với nhau được. Cộng với góc ACO. Đây nhá, em ghi tiếp vào đây nhá. Góc C1 cứ tạm thời cứ để nguyên nhá. Cái góc ACO này. Góc ACO này. Nhìn hình nhá, nó sẽ bằng góc A1.
góc ACO này bằng góc A1, bởi vì là OA bằng OC, tam giác AOC tam giác cân tại O nhé. Vậy thì em sẽ ghi ở đây bằng góc A1 này. Sau đó chúng ta giải thích ở bên ngoài dấu ngoặc này nhé. Do OA bằng OC đều bằng R, cho nên em có được cái tam giác AOC cân tại O. Hay chính vì vậy là hai góc bằng nhau. Rồi bây giờ em suy ra tiếp này, góc SCO bằng này. Bây giờ cái góc C1 này chúng ta sẽ đưa về bằng một nửa đo cung MA, bởi vì cái góc nội tiếp chắn cung MA. Và em ghi đây bằng số đo cung MA chia 2 này. Thế bây giờ cái góc A1 này, thôi em lại chuyển nó về cái thằng M1 đi nhá. M1 đi, để tí đưa về cung BD chia 2 này. Và chuyển một lần nữa nhé, M1 này. Rồi, sắp xong rồi. Cung MA để nguyên này. Góc M1 này thì nó bằng một nửa số đo cung BD. Rồi bây giờ em cho nó chung một cái mẫu đi. Đây là phép cộng hai phân số cùng mẫu đấy. Cung MA cộng số đo cung BD chia 2. Và bây giờ thầy ký hiệu cái chỗ này là một ông sao nhé. Còn cái ý vừa làm là hai ông sao này. Thế từ một ông sao và hai ông sao, em suy ra hai góc. Đó là góc E2 này, nó bằng với góc SCO, và đây là ý số 2. Rồi đến đây ổn rồi. Bây giờ em theo dõi thầy xóa cái đoạn nháp này đi, ghi trên phía này nhé. Mình sẽ kéo màn hình lên để không nhìn thấy hình đâu. Rồi bây giờ em theo dõi bên tay trái này. Từ 1 và 2. Rồi bây giờ em suy ra được hai tam giác đồng dạng theo trường hợp góc góc. Tam giác OEC đồng dạng tam giác OCS theo trường hợp góc góc. Bây giờ em chia tỉ số. Chọn những cái đoạn nào mà trong biểu thức nó có thôi. OE có đây này. Bên này chia OC. Sau đó bằng OC chia cho OS. Bây giờ em nhân chéo lên. OE nhân OS bằng OC bình phương. Cái này bằng R bình phương. Điều phải chứng minh. Như vậy là cái phần C này, bản chất là chúng ta cần phải đi chứng minh cho hai tam giác OEC đồng dạng với tam giác OCS. Và cái khó nhất là chúng ta đi chứng minh cho góc E2 bằng với góc SCO. Thì vừa rồi thầy đã hướng dẫn cho các em cách chứng minh hai góc này bằng nhau. Thì ngoài cách này ra, chúng ta còn có thể chứng minh bằng cái cách là sử dụng góc ngoài của tam giác như thầy nói lúc đầu đấy nhá. Bây giờ chúng ta đi sử dụng cách đấy, em theo dõi thêm một cách nữa. Bây giờ thầy chỉ nói cái cách để chứng minh góc E2 bằng góc SCO thôi. Còn đâu khi mà chứng minh được nó bằng nhau rồi thì quy trình làm tương tự nhé. Em ghi cách khác. Chứng minh góc E2 bằng với góc SCO. Bây giờ thầy nêu các bước chính để làm đây này. Đầu tiên em thấy góc E2 này, nó là góc ngoài của cái tam giác này ACE, cho nên nó bằng tổng hai góc trong không kể với nó. Đó là bằng góc A1 cộng với góc này. Đấy, thầy đặt tên đây là góc C2 nhé. Này, sẽ bằng góc A1 cộng góc C2. Cái này là góc ngoài tam giác. Thì ghi tắt thôi. Tam giác
A C E. Thế bây giờ cái góc A2 này, góc A1 này, góc A1 này em sẽ chuyển về thành góc ACO. Góc A1 và góc ACO bởi vì là tam giác cân phải không nhỉ? Tam giác AOC, tam giác cân do là OA bằng OC bằng bán kính như chúng ta vừa nói đấy, như cách 1 đấy nhá. Đây thầy ghi tắt ở đây thôi nhá, ghi ý tưởng chính thôi chứ không có lý luận nữa. Chuyển thành góc ACO đó. Thế bây giờ em thấy là góc ACO này nó phải cộng với cái góc C1 này thì mới ra góc SCO. Như vậy bây giờ chúng ta cần phải chứng minh góc C2 bằng góc C1. Vậy thầy cứ đặt tên, cứ để C2 đây nhé. Bây giờ chúng ta phải cần chứng minh này cho góc C2 bằng góc C1. Vậy làm thế nào để chứng minh hai góc bằng nhau? Bây giờ em thấy là góc C1 nó bằng mấy cái góc này. Nó bằng góc này thì ghi là góc B1 đấy nhá, bằng góc B1 chỗ này. Đó. Mà em thấy là cái góc B1 này nó bằng với góc C1. Như vậy để chứng minh cho góc C2 bằng góc C1, thực ra em cần phải đi chứng minh cho góc C2 bằng góc B1 đúng không nhỉ? Như vậy cần phải đi chứng minh cho góc C2 bằng góc B1. Đây nhé, hai góc này bằng nhau. Mà muốn chứng minh cho góc C2 bằng góc B1 thì chúng ta sẽ đi chứng minh cho cái tứ giác nội tiếp, đó là tứ giác BCFE nội tiếp. BCFE chứng minh tứ giác này nội tiếp. Thế mà cái tứ giác này nội tiếp chứng minh kiểu gì? Như thầy nói là khi làm toán thì phần sau sẽ dựa vào phần đầu. Ở cái phần B là chúng ta chứng minh được FE song song với CD, FE song song với CD nhé. Bây giờ chúng ta lý luận này, cái này chỗ này là nháp nhé, lý luận này. FE song song với CD. Đấy, mà cái CD này chúng ta hoàn toàn có thể chứng minh được nó vuông góc với AB. Chứng minh vuông góc em có thể làm theo cái cách số 1 chúng ta vừa làm đấy nhá. Như vậy từ đây em suy ra FE nó cũng vuông góc với AB. Tức là chúng ta có góc FEB bằng 90 độ. Đây, góc này vuông này. Đó. Thế mà cái góc FCB này cũng bằng 90 độ. Góc nội tiếp chắn nửa đường tròn tâm O. FCB bằng 90 độ. Đây là góc nội tiếp chắn nửa đường tròn tâm O. Rồi nhé. Như vậy đến đây thì em thấy cái tứ giác BCFE này. Đấy, tứ giác BCFE này nhé. Có tổng hai góc đối diện bằng 180 độ, tứ giác này nội tiếp. Đấy, nội tiếp để suy ra được góc C2 bằng góc B1. Rồi B1 bằng C1. Cho nên em suy ra góc C2 bằng C1. Đấy, ta đạt được yêu cầu chứng minh nhá. Đấy, thầy nói ý tưởng chính thôi nhá, chứ không có trình bày lại nó mất thời gian nữa. Đấy, cái cách thứ hai là em sử dụng góc ngoài tam giác thì em làm như thế. Rồi, như vậy chúng ta kết thúc bài số 5 tại đây.